quý vị và các bạn, trong khi nhiều đám cưới được dựng rạp tổ chức ngay dưới lòng lề đường, không những ảnh hưởng đến giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cho cả gia đình và khách mời, thì tại huyện Ân Thi, không ít gia đình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa thôn vừa tiện lợi, vừa tránh được những rủi ro không đáng có mà vẫn đảm bảo thân tình vui vẻ. Gia đình ông Quân ở thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc hôm nay tổ chức đám cưới cho con trai. Vì nhà cạnh quốc lộ 38 có mật độ xe lưu thông lớn, lo ngại không an toàn về giao thông khi dựng rạp cưới bên lề đường. Nên trước đó, gia đình họ bàn thống nhất xin ý kiến thôn để tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa thôn. Thứ nhất là an toàn về giao thông này, rồi đến khách khứa của gia đình chúng tôi. Lợi rất nhiều thứ, không gian rộng rãi và thoáng mát, rất sạch sẽ. Mọi người đến dự tiệc rất là an toàn, lại có cả không gian cho các cháu. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đám cưới cho cháu gái lấy chồng tại thủ đô Hà Nội, gia đình bà Xiềm ở thôn Trai Thôn, xã Hồng Quang cũng nhận được nhiều ý kiến từ các thành viên dòng họ vì quan điểm tổ chức tại nhà sẽ ấm cúng, thân thiện và hơn nữa, khách mời dự sẽ biết được nhà cửa của gia đình. Tuy nhiên thực tế, vị trí gia đình nằm ngay cạnh cầu thi, mật độ giao thông đông đúc, khuôn viên nhà nhỏ hẹp, không đủ dựng rạp nên gia đình quyết định tổ chức tại nhà văn hóa của thôn và gói gọn trong một ngày thay vì hai ngày như thường lệ. Nhà con tôi ở mặt đường bé quá, thế tôi mới động viên con tôi là con cứ đi vào đây sao mà tí cũng được cho bảo đảm an toàn giao thông cho người ta đi lại. Chứ bây giờ con biết vui của ta, nếu xảy ra cái gì thì con ân hận. Mà cái đám cưới hôm nay là mất vui, thuận tiện lắm, vui lắm, mà sướng lắm, rộng rãi này, thoải mái xe pháo để không có sợ gì cả, để hết trong đường trong này, ăn uống là vui vẻ êm đềm. Việc tổ chức đám cưới tại các nhà văn hóa không những tạo được không khí vui tươi phấn khởi gần gũi ấm cúng mà còn gọn nhẹ tiết kiệm và văn minh. Để xây dựng và duy trì tốt những mô hình này, các địa phương vừa tăng cường tuyên truyền vận động người dân, vừa tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cao các thiết chế văn hóa tại cơ sở. Nhà văn hóa thôn cũng có cái diện tích sân rộng, hai nữa là nó cũng quy hoạch sạch sẽ, gọn gàng và cái đầy đủ phương tiện điện nước để đảm bảo cho người dân trong thôn tổ chức cái đám cưới hay là những cái tổ chức sự kiện của gia đình thì cơ sở cũng tạo điều kiện hết mức có thể. Từ khi các cháu và gia đình đến Ủy ban nhân xã làm thủ tục đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức đám cưới, Ủy ban nhân dân xã đã tuyên truyền đến các cháu và hộ gia đình lên tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa của thôn để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông. Việc tổ chức đám cưới an toàn và tiết kiệm ngay tại các nhà văn hóa thôn như tại huyện Ân Thi đã góp phần quan trọng trong xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương, rất cần nhân rộng trong thời gian tới để ngày vui của mỗi gia đình trở nên được trọn vẹn, không còn nỗi lo mất an toàn khi dựng rạp cưới ngay dưới lòng lề đường.